Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có địa hình bị chia cắt mạnh, độ dốc lớn nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân, nhất là vào mùa mưa bão. Do vậy, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền huyện Mèo Vạc đã tổ chức di dời các hộ dân sống rải rác trên các triền đồi núi cao ra khỏi vùng nguy hiểm, quy tụ về sống tập trung tại các thôn bản. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, địa phương đang gặp khó khăn và cần có những giải pháp tháo gỡ để người dân sớm ổn định đời sống tại nơi ở mới. Ghi nhận của hai phóng viên Văn Hương và Tiến Thành. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Gia đình anh Thò Mí Tủa ở thôn Há Súng, xã Pá Vi, huyện Mèo Vạc là một trong 18 hộ trong thôn đã được di chuyển đến nơi định cư mới. Trước đây, gia đình anh Tủa ở trên triền đồi cao có độ dốc lớn. Mỗi khi mùa mưa đến, gia đình lại lo lắng bị lũ quét và sạt lở đất gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản. Năm 2014, được hỗ trợ 20 triệu đồng, gia đình anh Tủa đã di rời xuống định cư tại nơi ở mới, an toàn và thuận lợi hơn. Nhờ vậy, gia đình anh Tủa đã không còn phải lo lắng thiên tai đe dọa, mà yên tâm lao động sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. Đời sống của mình thì là chỉ số dễ này thì là rất là dễ ạ. Thì là trước kia là ở tre thì là lúc nào đi lại, yểu ngô thì cũng cần của táo thôi. Bây giờ đi chỉ số dễ này thì là đi xe và cũng không điểu như trước kia. Chỉ số dễ này thì là kể cả như trồng cỏ, trồng ngô. Thì là bây giờ nó chỉ có một số đất thì là cũng chỉ trồng cỏ, thì là ở gần, lúc nào bò cũng được ăn tua. Là một trong những địa phương có nhiều hộ dân sống rải rác trên các triền đồi núi cao, độ dốc lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở thường xuyên đe dọa. Do đó, việc di rời dân ra khỏi vùng nguy hiểm để quy tụ đến nơi an toàn, không chỉ bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân, mà còn góp phần ổn định dân và phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, xã Pá Vi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, quy tụ các hộ dân về sống tập trung tại những nơi an toàn hơn, với mức hỗ trợ từ 10 đến 20 triệu đồng. Từ năm 2011 đến nay, toàn xã đã có 53 hộ dân được di chuyển về định cư tại nơi ở mới, có điều kiện sinh hoạt thuận lợi và an toàn hơn. Đối với bà con được di chuyển về nơi ở mới thì gần như là được sống an toàn, sống ở nơi an toàn thì bà con sẽ yên tâm trong sản xuất và sinh hoạt hơn. Đối với lại những hộ gia đình mà sống rải rác ấy, thì khi chuyển về nơi sống tập trung thì cũng gần gũi với lại anh em họ hàng và cũng không còn gặp khó khăn như trước đây. Ví dụ như là về nước uống này, về trao đổi sinh hoạt hàng ngày thì không còn khó khăn như trước kia nữa. Thực hiện chương trình di rời dân ra khỏi vùng nguy hiểm gắn với quy tụ dân cư theo đề án 105 giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014. Huyện Mèo Vạc đã tiến hành rà soát những hộ dân đang sống ở trên các triền đồi núi cao, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở, để ưu tiên di rời đến nơi tập trung với mức hỗ trợ từ 10 đến 20 triệu đồng một hộ đối với xã nội địa và 30 triệu đồng một hộ đối với xã biên giới. Đồng thời chỉ đạo các thôn bản tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và thực hiện theo. Các hộ dân nằm trong diện phải di rời cũng được bàn bạc và đi đến thống nhất về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quy mô nhà ở và xây dựng các công trình phúc lợi. Đối với những hộ dân có đất ở vùng thấp thì tiến hành hoán đổi đất cho những hộ ở trên cao nhằm tạo điều kiện để các hộ khi di chuyển đến nơi ở mới có đủ mặt bằng làm nhà. Từ năm 2011 đến năm 2014, huyện Mèo Vạc đã di dời được hơn 190 hộ dân về nơi ở mới, với tổng kinh phí thực hiện trên 3 tỷ đồng. Tổ chức rà soát các cái hộ nằm trong diện được quy tụ để xuống nơi tập trung để đảm bảo đúng đối tượng, tránh tình trạng là rà soát không kỹ, không đúng đối tượng và không đúng đề án của Trung ương để tránh tình trạng trong quá trình thực hiện gặp khó khăn. Thế thì trong giai đoạn từ 2011-2014 thì quá trình thực hiện đến thời điểm bây giờ các cái hộ được quy tụ xuống nơi tập trung đã được phát huy hiệu quả tốt. Thứ nhất là các hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, dùng nước tập trung, rồi là
tổ chức các cái dự họp các cuộc họp của thôn để nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp, về rồi là tạo điều kiện cho các cái con em được đi học để được nâng cao cái hiệu quả của các cái hộ gia đình. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai chương trình quy tụ dân cư, huyện cũng vấp phải không ít khó khăn cả chủ quan và khách quan. Về chủ quan, do tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số thích sống riêng biệt trên các sườn núi cao gần nương rẫy để tiện việc sản xuất, nên nhiều hộ dân không muốn chuyển đến nơi ở mới. Về khách quan, do quỹ đất để thực hiện quy tụ dân cư hạn hẹp, cơ chế chính sách hỗ trợ từ các chương trình còn hạn chế, nên không đủ cho người dân thực hiện việc di chuyển, nhất là đối với các hộ nghèo. Ngoài ra, vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước, sự hỗ trợ của địa phương tồn tại trong một bộ phận người dân. Tất cả những điều đó đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình ổn định dân cư trên địa bàn. Do cái kinh phí hỗ trợ là 10 triệu là không đủ, nên những hộ di rời đi như hộ của chúng tôi thì phải bán bò thêm vào để mới thêm vào thì mới chuyển được toàn bộ nhà. Ngoài ra thì đến cái nơi ở mới thì chúng tôi lại gặp thêm những cái khó khăn nữa là xa đất sản xuất, xa nơi canh tác. Về cái nguồn vốn của chương trình đầu tư hỗ trợ còn ít, khi mà chuyển thì các hộ gia đình hầu như đều phải bán bò, bán lợn mới trang trải thêm được cái kinh phí chuyển. Cái khó khăn nữa là về cái mặt bằng bố trí thì cũng gặp nhiều khó khăn, do các hộ chuyển ra nơi ở mới thì đều là không có mặt bằng tại nơi ở mới. Để công tác quy tụ dân cư trên địa bàn huyện Mèo Vạc thật sự mang lại những kết quả mang tính bền vững, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã vào cuộc tích cực. Các ngành, các đơn vị được giao chỉ tiêu hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch xuống từng thôn bản, hộ gia đình tuyên truyền vận động, phối hợp lồng ghép linh hoạt các chương trình để xây dựng các công trình phúc lợi tại các điểm quy tụ như điện, bể nước, nhà vệ sinh. Đối với đơn vị trực tiếp quản lý thực hiện chương trình là Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trực tiếp xuống cơ sở cùng các xã thống kê chính xác số hộ cần di chuyển và vận động các hộ tích cực thực hiện công tác di dời. Tuy nhiên, để tiếp tục hoàn thành việc di dời các hộ dân đang còn sống rải rác ở các vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có nguy cơ sạt lở về sinh sống tập trung tại các khu vực tái định cư mới, đảm bảo các điều kiện an sinh xã hội, huyện đang rất cần sự quan tâm, đầu tư hỗ trợ từ các bộ, ngành trung ương và địa phương. Hiện nay là đối với cái sự khó khăn để khắc phục trước mắt ấy, thì đối với cái điện, thì hiện nay đối với những cái thôn nào đã có cái đường 0.4 và có cái trạm hạ thế biến áp ấy, thì sẽ huy động nhân dân tự đóng góp và sẽ giao cho các ngành chức năng, đặc biệt là cái chi nhánh điện, để người ta sẽ kéo điện cho các hộ gia đình. Còn đối với cái nước ấy, thì tỉnh kiến nghị chính phủ ấy nên đầu tư cho các thôn, không phải xây những cái hồ chứa quá to 4-5 nghìn mét khối nước, mà chỉ cần tập trung xây khoảng 1-2 nghìn khối thôi, để phục vụ cho theo từng thôn. Thứ nhất là nó sẽ giúp cho nhiều hộ thôn được có cái hồ chứa nước phục vụ. Cái thứ hai nữa, giảm bớt cái giá thành thì có thể sẽ xây dựng được nhiều hộ hơn cho dân. Thì cái đất thì càng ngày càng thu hẹp, thì chỉ có cách là bây giờ là tăng cường cái đầu tư thâm canh thôi, nâng cái sản lượng và cái năng suất lên thôi. Mặc dù những khó khăn vướng mắc trong công tác thực hiện quy tụ dân cư trên địa bàn không thể giải quyết một sớm một chiều, nhưng với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hộ dân được chuyển đến nơi ở mới, an toàn hơn, có điều kiện thuận lợi hơn để xây dựng cuộc sống ổn định, no ấm.